Chị Cà Chua đã có một chiếc bánh kem kẹo rồi nè, nhưng mà kẹo của chúng ta chưa có bay. Cho nên bây giờ chị sẽ làm cho kẹo của chúng ta có vẻ bay được lên nhé. Chị Cà Chua xin chào tất cả các em. Trong thời gian vừa qua chắc các em cũng đã biết rằng trà sữa bay và mì bay cực kỳ hot rồi đúng không? Hôm nay chị Cà Chua sẽ thử làm một món rất là lạ luôn. Chị chưa làm bao giờ và chị sẽ thử làm xem có thành công hay không. Đó chính là món bánh kem kẹo bay. Chị sử dụng những nguyên liệu sau đây: kẹo M&M, sô-cô-la đen, bánh Pocky, KitKat và một cái bánh mì. Và nguyên liệu không thể thiếu đó chính là kem. Kem thì vì là chị có kem xịt rồi cho nên chị sẽ lấy ra dùng luôn. Để làm món này thì không hề khó, nhưng mà cần sự khéo léo để cho món bánh kem kẹo bay của chúng ta nhìn thật là dễ thương. Thì bây giờ bước đầu tiên chị Cà Chua sẽ cắt đôi bánh mì này ra. Đây là một ổ bánh mì chị mua trong siêu thị. Chị cắt phần đầu này cho bánh của chúng ta nó bằng phẳng hơn. Sau đó chị chia đôi phần còn lại. Tiếp theo chị sẽ làm tan chảy sô-cô-la này ra. Chị bỏ tô sô-cô-la của chúng ta vào một cái nồi để hấp cho nó tan chảy ra, hoặc là bỏ vào lò vi sóng cũng được. Chị đã làm tan chảy sô-cô-la rồi và chị cũng đã để một lúc cho nó nguội rồi. Bây giờ chị sẽ xịt kem vào đây. Bây giờ chị múc một ít sô-cô-la rưới lên đây và sau đó chúng ta sẽ trộn đều hai hỗn hợp này. Chị đảo nhẹ tay. Chị đã có một hỗn hợp sô-cô-la và kem thật là đều rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phết hỗn hợp này lên bánh. Chị phết một lớp mỏng dưới này để cố định cái bánh của chúng ta. Sau đó chị phết một lớp mỏng ở giữa để làm nhân như thế này. Đậy bánh lại. Cho hỗn hợp sô-cô-la và kem lên để phủ bánh của chúng ta. Chị sẽ phủ kín cái bánh này. Chị rất là thích làm bánh luôn, nhưng mà để làm được bánh ngon và đẹp thì chúng ta cần phải đi học. Khi nào có thời gian chị nhất định sẽ đăng ký một khóa học làm bánh. Ta-da! Chị đã quét xong kem xung quanh cái bánh này rồi. Bước tiếp theo là một bước cực kỳ thú vị. Đó chính là chị sẽ trang trí cho cái bánh này để cho những viên kẹo của chúng ta có thể bay lên được. Bây giờ chị Cà Chua cắt bịch kẹo KitKat này ra để trang trí xung quanh bánh. Chị Cà Chua sẽ dán miếng KitKat của chúng ta xung quanh bánh như thế này. Chị đã dán KitKat xung quanh cái bánh thành công rồi. Các em biết tại sao mà chị Cà Chua chừa một chỗ hở như thế này không? Đó chính là chỗ này để lát nữa chị Cà Chua sẽ trang trí kẹo M&M cho nó chảy xuống đây. Tiếp theo chị Cà Chua sẽ bóc những bịch M&M thơm ngon này ra. Chị sẽ trang trí những viên kẹo M&M lên đây. Chị dùng những viên kẹo nhỏ hơn để trang trí phần phía bên này. Chúng ta dán vào đây để cho phần kẹo của chúng ta giống như là đang bị chảy xuống vậy đó. Chị Cà Chua đã có một chiếc bánh kem kẹo rồi nè. Nhưng mà kẹo của chúng ta chưa có bay. Cho nên bây giờ chị sẽ làm cho kẹo của chúng ta có vẻ bay được lên nhé. Để kẹo của chúng ta nhìn có thể giống như bay lên được thì chị Cà Chua cần dùng một cây kẹo như thế này. Chị phết sô-cô-la lên. Chị cắm cái cây này vào đây cho nó nghiêng nghiêng một tí. Bây giờ chị sẽ tiến hành trang trí kẹo của chúng ta lên đây. Bây giờ chị Cà Chua sẽ làm phép thuật để cho kẹo của chúng ta giống như đang chảy xuống vậy đó. Ba la bùm chiu. Wow, các em thấy không? Kẹo của chúng ta đang đổ xuống kìa. Chị Cà Chua đã làm thành công cái bánh kem kẹo bay rồi. Lúc đầu chị làm thì chị vân vân là không biết có thành công hay không. Ai ngờ là thành công thật, chị vui quá à. Các em thấy cái bánh kem kẹo bay này của chị có đẹp không? Nếu như các em thấy đẹp và các em thấy thích thì hãy tặng cho chị Cà Chua một like. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhanh tay đăng ký nhé. Thực ra thì chị đang tính ăn bánh này, nhưng mà chị nhìn vào thì chị thấy nó dễ thương quá. Giờ ăn thì nó sẽ bị xấu mất. Với lại là bánh sô-cô-la KitKat này và sô-cô-la M&M này thì rất là nhiều bạn ăn rồi đúng không? Thì chắc chắn là các bạn đã biết vị của nó rồi. Nên là chị Cà Chua sẽ không ăn thử. Chị chỉ để nó để ngắm thôi. Chị sẽ ngắm suốt ngày luôn. Nếu như em nào thích bánh của chị thì hãy tặng chị một like đấy nha. Bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau. Chị ngồi ngắm bánh tiếp đây.